Bích xin chào mọi người nha. Hôm nay Bích chia sẻ cho mọi người một cái món chay dễ ăn lắm, nhưng mà cái món này thường là ăn bánh mì mới ngon ha. Đây là món ba tê chay. Ba tê chay thường là mình thấy có làm nấm nữa, nhưng mà Bích thì không có làm nấm nha. Bích làm các loại đậu thì nó có nhiều protein hơn nha mọi người. Ở đây trên trong dĩa thì mình đã có cái nguyên liệu nè. Đậu hũ mình luộc sơ và để ráo sắc hạt lựu ha. Ở đây thì mình có bánh mì. Bánh mì thì mình chọn cái màu rau này để cho nó, khi mà mình làm cái pate á thì nó ra cái màu rất là đẹp ha. Tiếp đó thì mình có là đậu đỏ và đậu gà. Tiếng Anh là thì mình kêu đậu gì mình không biết, nhưng mà tiếng Việt thì mình gọi là đậu gà ha. Tiếp nữa là mình có cái hạt hạnh nhân. Đây, cái hạt hạnh nhân là mình rang khô, rang nó lên, rồi mà mình xay nhuyễn như gì nha. Đó, để cho nó có chất béo. Và gia vị thì mình có là hạt nêm, đường, muối. Nhưng mà mình thì không dùng đường nha. Mình dùng có là một muỗng, nó gọi là bơ đậu phộng nha mọi người. Ở đây nó đã ngọt rồi. Và đây là bơ. Bơ này là gọi là butter vegan ha. Cái này mình mua trong Costco nè. Đây, anh chị nào mà ở bên này mà ăn chay á, mua cái loại bơ này nè, nó rất là tốt ha. Nó nằm ở trong cái kết cô á đó, cái quầy trứng á nha mọi người. Đó, còn đây là Baro đó, thì Bích xin mời các bạn vô bếp cùng Bích nha. Đây là cái pate mà Bích đã hấp xong rồi nha mọi người, rất là ngon. Cái màu nếu mà nói về cái màu mà mình không ở trong cái video thì nó rất là y chang như pate mặn gì đó. Thì bây giờ Bích sẽ để nguội và mình sẽ bỏ tủ lạnh qua đêm, rồi sáng mai mình sẽ cho mọi người cùng thưởng thức pate bánh mì chay nha. Đó, bây giờ cái bánh này Bích đã nướng rồi nha. Bây giờ mình lấy con dao nè, mình pate rất là mềm ngon nha. Bích sẽ chiết cái phần lên này. Cái bánh này nó hơi bị mềm á, nhưng mà cái pate này nó ngon lắm nè. Nó mềm, nó dẻo, nó rất là ngon luôn. Ở trong này là Bích làm toàn đậu không nha, cho nên nó ăn rất là béo á. Mình sẽ cho là 2 miếng cà chua. Mình cho dưa leo vô ha. Mình sẽ cho một ít salad lên. Mình sẽ cho một ít rau răm vô. Đây là cái sốt. Mọi người ăn muối tiêu cũng được và ăn sốt cũng được, tùy theo mỗi người khẩu vị ha. Bích thì thích ăn cái sốt này. Sẽ một cái bánh sandwich pate chay nha mọi người, Bích mời mọi người nha, mời mọi người cùng ăn với Bích nha.